Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa bạn đến trung tâm của Brazil, sâu trong khu rừng Minas Gerais, một mảnh đất trong truyền thuyết, nổi tiếng với những mỏ vàng và ngọc bích. Đây là nhà của Inotim, một khu vườn với những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ có thể sánh ngang với những tuyệt tác thiên nhiên. Vào những năm 1980, Bernardo Paz, một nhà công nghiệp giàu có người Brazil, đã trở nên lo lắng về việc phá rừng trên diện rộng. Nhà tỷ phú quyết định mua một diện tích lớn rừng và đồng cỏ để xây một công viên khổng lồ. Nhờ thế mà một diện tích lớn của rừng Minas Gerais được Inotim, một thảo cầm viên cũng như công viên rộng lớn dành cho nghệ thuật đương đại, cứu vớt. Chúng ta sẽ khám phá khu rừng với sự dẫn dắt những người bạn đầy nhiệt huyết: Mata Metzger, quản lý; Pedro Mering, thiết kế cảnh quan; Juliano Borin, nhà nông học; và cuối cùng là bản thân Bernardo Paz, nhà tỷ phú nổi tiếng. Tôi nhớ về những ngày thơ ấu, sống trong nhà của ông bà và các bác trên một nông trại lớn. Tôi làm kinh doanh trong một ngành kiếm lãi khá thoải mái và tận dụng sự tăng giá của những tài nguyên thiên nhiên mình có để làm nên một Inotim như ngày nay. Nghịch lý ở chỗ, gia tài của Bernardo Paz được gây dựng nên nhờ khai khoáng. Ngành công nghiệp đã làm thúc đẩy việc phá hủy môi trường thiên nhiên trong khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông Hoàng Quặng Sắt, người Brazil này, lại đầu tư một phần khổng lồ tài sản của mình vào việc tái tạo lại 2.000 hectare rừng và xây dựng khu vườn Inotim rộng 140 hectare trong trung tâm khu rừng đó. Khu vườn được mở cửa cho công chúng tham quan và có thể được thăm thú bằng cách đi bộ hoặc đi xe điện. Xuyên suốt trong khu vườn là bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của Bernardo Paz với những tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Tôi yêu cái đẹp, và cái đẹp đỉnh cao nhất đến từ thiên nhiên. Nếu ta cùng cộng tác với thiên nhiên, cái đẹp này có thể lên đến tầm cao hơn nữa. Điều đó sẽ làm gia tăng chất lượng cũng như niềm vui thú của ta trong cuộc sống. Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ vài năm trước thôi, mảnh đất rộng lớn này đã bị tàn phá bởi một hầm mỏ lộ thiên. Kể từ ngày đó, những chiếc hồ nhân tạo đã được tạo ra. Nước được tạo màu xanh ngọc bằng thuốc nhuộm hữu cơ để chống lại màu đỏ của quặng sắt. Mọi thứ ở đây dường như là biểu tượng của một mối quan hệ tự nhiên với môi trường, trong khi trên thực tế, khu rừng ta đang thấy đã được con người làm ra từ đầu chí cuối. Thỉnh thoảng, mọi người lại hỏi tại sao tôi lại tạo ra một khu vườn như thế này với biết bao nhiêu là hoa, lá và cây cọ, nhìn tự nhiên đến mức như hòa vào một với thiên nhiên. Đó chính xác là phong cách của tôi. Tôi sắp đặt cây sao cho chúng trông tự nhiên nhất. Sau đó, chúng sẽ tự đâm chồi, nảy lộc theo cách của riêng mình. Ví dụ như cây này. Nó lớn lên như những nhịp điệu của bản nhạc ra và đâm chồi trên này. Tất cả những gì ở đây đều được tạo ra tại chính nơi này. Chúng tôi đào hồ, trồng cọ và những loại cây lớn. Sau đó kết hợp chúng với màu sắc của lá và hoa. Mọi thứ đều diễn ra ngay trên hiện trường. Tôi không hề thiết kế trước. Tôi suy nghĩ khi đi ngủ và ngày hôm sau dậy làm luôn. Roberto Butlermax, một nghệ sĩ cảnh quan người Brazil, đã mất năm 1994 là nguồn cảm hứng cho ý tưởng gắn kết nghệ thuật và thiên nhiên của Bernardo Paz. Butlermax thường thiết kế vườn như thể đó là những bức tranh. Tôi gặp Roberto Butlermax năm 1987 và nhanh chóng trở thành bạn thân. Ông đưa tôi tới thăm gần như mọi khu vườn ông thiết kế ở Brazil. Khi đó, tôi đã bắt đầu xây dựng nên khu vườn Inotim này rồi. Roberto Butlermax
là một trong những nhân vật trung tâm của ngành kiến trúc cảnh quan Brazil. Những công trình của ông ở Rio de Janeiro đã tạo nên một bảo tàng lộ thiên về nghệ thuật và phong cách độc nhất vô nhị của ông. Ông là người đầu tiên đưa cây cỏ nội địa Brazil thành điểm nhấn trong các khu vườn của mình, nhờ thế đóng góp đáng kể vào danh tiếng của ngành thực vật học nước nhà. Nhờ có ông mà du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp thanh nhã của những loài cây nhiệt đới Brazil. Chính tay Roberto Butler Mas đã thiết kế nên những con đường lâu năm nhất công viên này. Khu vườn Inotim được dựng nên dựa trên ý tưởng về mê cung. Những con đường quanh co nhiều rẽ nhánh dẫn ta đi theo nhiều tuyến khác nhau. Vừa đi ta lại vừa bất ngờ bắt gặp những công trình nghệ thuật ẩn mình sau tán lá. Việc các phòng trưng bày và tác phẩm nghệ thuật được giấu giữa khu rừng khiến cho trải nghiệm Inotim trở thành một cuộc phiêu lưu thực sự. Cách hay nhất để khám phá khu vườn này là lạc trong đó. Ý tưởng về một mê cung đã tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ cảnh quan cũng như các kiến trúc sư. Con đường giữa 20 phòng trưng bày nghệ thuật được hình thành sao cho khách tham quan có thể dễ dàng đi từ khu vườn đến phòng trưng bày. Nhờ vậy, di chuyển thật mượt mà từ thiên nhiên tới nghệ thuật và từ nghệ thuật về thiên nhiên. Một điểm khác của Inotim là không có một bảng chỉ dẫn nào cả. Điều đó có nghĩa quan khách có thể đi lang thang từ bên này tới bên khác của khu vườn, lạc trong đó và bắt gặp các tác phẩm nghệ thuật cũng như các loài cây cảnh theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Ở Inotim, tôi chịu trách nhiệm lập trình, đồng hành cùng các nghệ sĩ chăm sóc các tác phẩm nghệ thuật và phòng trưng bày tranh. Chúng ta đang ở trong triển lãm của nghệ sĩ Tunga, người có hai phòng trưng bày ở Inotim. Triển lãm được khánh thành năm 2012 và là một trong những phòng lớn nhất chúng tôi có. Điều đặc biệt nằm ở chỗ nó không được khu vườn bao bọc, thay vào đó là rừng Đại Tây Dương. Cách ánh sáng chiếu vào đây tạo nên một bầu không khí độc đáo. Hiệu ứng này là một sự cộng hưởng tuyệt vời của trong nhà và ngoài thiên nhiên. Đâu đó trong mê cung là nhà của Bernardo Paz. Ông hoàng của Inotim sống tại đây, giữa những tác phẩm nghệ thuật, ở một vị trí được giữ bí mật cẩn thận. Không phải lúc nào cũng là một công trình lớn trong thành phố được. Nó không như là treo bức tranh lên tường. Một công viên hoặc bảo tàng như Inotim luôn là thử thách khó khăn cho các nghệ sĩ. Một trong những giới hạn của nghệ thuật đương đại là kích cỡ của nơi trưng bày. Tại Inotim thì những thước đo về mặt kiến trúc đó không tồn tại. Chúng tôi có thể chào mừng những tác phẩm vượt ra ngoài tiêu chuẩn thông thường của các bảo tàng hay phòng tranh. Đối với các nghệ sĩ, điều đó mở ra không gian khổng lồ, cho phép họ tưởng tượng đến bất kỳ điều gì mình muốn. Điều gây ấn tượng với tôi nhiều nhất là khả năng phê phán quá khứ, hiện tại và tương lai trên mọi khía cạnh, giáo lý, tôn giáo hay chính trị của các nghệ sĩ nghệ thuật đương đại. Họ làm như vậy theo cách hết sức thông minh và nhẹ nhàng.
Immensa có lẽ là tác phẩm có nhiều yếu tố chính trị nhất trong bộ sưu tập của Bernardo. Kim tự tháp bí ẩn làm bằng thép này mang trong mình một thông điệp. Với Síndrome Rilic, Immensa có tính chính trị. Nó bắt đầu là một vật rồi nhân lên nhiều lần. Nó nói về khả năng sinh sôi nhưng cũng là sự chiếm đoạt. Nó chỉ trích chủ nghĩa tư bản, nơi mà những thứ nhỏ nhất phải phục vụ thứ lớn nhất. Ở Brazil, nạn nô lệ là một thảm kịch kéo dài gần 4 thế kỷ. Trong số 70 người làm vườn ở Inotim, có một số là người Quilombos, nói cách khác là con cháu của những nô lệ từng làm trong các hầm mỏ. Trong thế kỷ 18, các Quilombos chạy trốn trong sự chở che của khu rừng, tập hợp lại thành các cộng đồng. Ông tôi gặp bà tôi trong một nông trại có con cháu của những người nô lệ. Bà tôi có một khu vườn trong nhà. Chúng tôi thường thích giúp bà tưới cây. Chúng tôi cũng cùng bà ra đồng bởi chẳng có ai ở nhà để trông chúng tôi cả. Tôi nằm trong một nhóm gọi là người da đen vì người da đen. Nhưng cũng có những người khác, như Congado chẳng hạn, thuộc nhóm nô lệ đến từ Mozambique. Inotim đã cho chúng tôi và những người trẻ khác cơ hội để được làm việc tại đây. Tôi là nhà nông học. Một trong những công việc chính của tôi ở Inotim là đảm bảo cây cối khỏe mạnh. Tôi thiết lập quy trình chăm bón, nhận diện và chống lại các loại bệnh gây hại cho cây. Cùng lúc đó là bảo vệ được môi trường. O Pedro Nerin, que vocês conversaram com ele antes, para procurar as melhores patas de elefante. Để có được những cái cây vĩ đại này, Pedro Nerin phải dành 6 tháng khám phá các vườn ươm Brazil để tìm kiếm những cây cọ chân voi đẹp nhất. Brazil có một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới. Từ năm 2011 đã có 4.500 loài cây được đưa vào Inotim, trong đó có 13.000 loài cọ, khiến nơi đây trở thành bộ sưu tập cây cọ lớn nhất thế giới. Nơi đây đã trở thành một khu vườn thực vật. Chúng tôi đã cẩn thận hơn nhiều và kiểm kê tất cả các loại cây có ở đây. Mỗi năm, chúng tôi đều tìm thấy những loại cây mới ở Brazil, thậm chí còn tìm ra cây cọ mới. Năm ngoái, có 2 loại cọ mới được tìm thấy. Các nhà thực vật học đang xây dựng mô tả loài để đặt cho chúng tên khoa học. Đây là Socrates Esonida, một loài cây cọ với gốc rễ trông giống như chân. Nhìn nó như thể là đang đi vậy. Đó là lý do nó được gọi là cọ đi. Nó là loài cây vừa giống tác phẩm nghệ thuật, vừa giống một sinh vật sống. Trong khi rất nhiều nghệ sĩ thị giác tìm tới thiên nhiên như một nguồn cảm hứng, Giuseppe Pennon lại khác biệt ở chỗ tác phẩm của anh là sự hòa hợp khăng khít của nghệ thuật và thiên nhiên. Cái cây này thực ra là một bức tượng đồng được giữ bởi 4 cái cây sống khác nhau. Tác phẩm này luôn luôn thay đổi bởi sau vài năm những cái cây này sẽ lớn lên và nâng bức tượng cây lên cao nữa. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và văn hóa là như thế nào? Cái gì là thực? Cái gì là giả? Qual é o verdadeiro e qual é o falso? O que é o verdadeiro e o falso, não é? Bernardo Paz thiết kế vườn Inotim như một bức tranh khổng lồ, nơi có những loài cây cỏ tự nhiên xuất hiện từ một thời đại khác. Trong khu này của khu vườn, những cây xương rồng agave bạch tuộc xanh mượt trông cứ như những bản sao vô tận của cùng một bức tượng. Chúng tôi có rất nhiều xương rồng agave. Cây này là agave Vilmoriana. Lá của nó trông giống như vỏ bạch tuộc. Vì thế nó được gọi là xương rồng bạch tuộc. Những cái cây này trông giống như những tác phẩm nghệ thuật thực sự.
Tôi thích xương rồng bạch tuộc lắm. Trông nó cứ như bước ra từ kỷ Jura. Nó làm tôi nghĩ đến những loài cây tồn tại trước khi con người xuất hiện. Những mảnh còn sót lại của thời khủng long. Nó cũng nhắc nhở tôi rằng cây cối có mặt trước chúng ta và nhận ra chúng sẽ còn sống lâu hơn chúng ta. Ở Inotim, các loài cây là các tác phẩm nghệ thuật, nhưng nhờ có các tác phẩm và sự sắp đặt của các nghệ sĩ ta mới khám phá được chúng. Olafur Eliasson đã thiết kế chiếc kính vạn hoa khổng lồ này theo một cách đưa thẳng thiên nhiên vào trong nghệ thuật. Tác phẩm máy nhìn của Olafur Eliasson là một trong những tác phẩm được tán thưởng, ghé thăm và chụp hình nhiều nhất khu vườn. Nó cho ta nhìn ra cảnh quan bên ngoài, nhưng cũng thay đổi góc nhìn của chúng ta về chúng. Nó là một chiếc gương khúc xạ. Nó cho chúng ta nhìn về thiên nhiên từ nhiều điểm. Theo nghĩa đó, nó là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đương đại. Nó làm ta phải nghĩ đến cách ta nhìn ra thế giới. Bên bờ hồ Mexico, hình vuông ma thuật số 5 là một trong 6 tác phẩm của Helio Otisica. Người nghệ sĩ không tự mình xây công trình này lúc sinh thời. Tác phẩm đã được dựng lên bằng những ghi chép và bản vẽ chi tiết của ông. Tác phẩm của ông đã tiếp nối dự án đầy tham vọng, tạo ra kết nối giữa nghệ thuật và công chúng bằng cách cho họ một nơi để vui vẻ. Nơi này thật tuyệt. Bạn đang đi dạo và bỗng nhiên có một tác phẩm nghệ thuật nhảy ra. Các tác phẩm đều được hòa với thiên nhiên và chúng có rất nhiều tương tác. Bạn có thể nghỉ chân, chụp bức ảnh, rồi quay đầu và thấy luôn luôn có một bức tượng hoặc tranh ảnh, hoặc phòng trưng bày hay những công trình kiến trúc phi thường. Điều đó thật tuyệt. Được dành một ngày ở đây là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Có rất nhiều cách để thưởng thức ở đây. Tất cả các tác phẩm đều có ý nghĩa và bạn có thể tương tác với chúng. Đó là cái hay của nơi này. Đôi khi, nghệ thuật trốn ra khỏi khu vườn để dẫn dụ du khách đi sâu vào rừng hơn nữa. Bên mép khu công viên, những lắp đặt này phản ánh mối quan tâm về môi trường của nghệ sĩ Matthew Barney. Bên dưới lớp mái vòm được làm bằng thép và thủy tinh, người nghệ sĩ dệt một câu chuyện phức tạp khám phá xung đột giữa công nghệ và sức mạnh của thiên nhiên. Lịch sử Brazil được khởi nguồn cùng với lịch sử của phá rừng khi người Bồ Đào Nha lần đầu đặt chân tới đây. Ngày nay, vấn đề đó còn lớn hơn rất nhiều. Nó bao phủ các khía cạnh chính trị cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ. Inotim đã vật chất hóa những nỗi lo của các nghệ sĩ về vấn đề chặt phá rừng. Phá rừng là một tội ác, không nên được tồn tại. Theo tôi, nó sẽ sớm dừng lại. Một khi mảnh đất không còn đem lại lợi nhuận nữa, rừng sẽ lại chiếm thế thượng phong. Chúng ta đang ở giai đoạn chuyển đổi đó. Ta cần thay đổi thái độ của các chính trị gia. Chuyện giải phóng hàng ngàn hecta rừng để trồng đậu nành chẳng có ý nghĩa gì. Bởi chúng ta không nên ăn đậu nành. Chúng ta nên ăn những thứ tốt hơn.